Dạ bác sĩ ơi, nếu như mà mình peel da cho các loại da nhạy cảm như vậy thì mình cần lưu ý điều gì nhất? Đối với làn da nhạy cảm như mình đã chia sẻ từ ban đầu ấy, là những cái da mà rất là đỏng đảnh và khó chiều. Vì thế nên ngay cả cái việc trị liệu đó là sử dụng peel thay da chủ động thì chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái lưu ý nhất định. Và cái lưu ý đặc biệt ở đây đó là khi chúng ta sử dụng peel trên da nhạy cảm, chúng ta cần phải chú ý đặc biệt. Thứ nhất là nó phải có cái sự chỉ định của bác sĩ da liễu. Thứ hai là đối với cả những cái peel trên da nhạy cảm thì chúng ta đặc biệt lưu ý đến những nồng độ của cái nồng độ và thành phần của các cái hoạt chất trong cái hỗn hợp peel mà chúng ta đưa lên trên da nhạy cảm của khách hàng. Bởi vì khi mà các bạn đưa những cái nồng độ nó không đúng hoặc đưa những cái chất nó quá mạnh hoặc là quá sức đối với cái làn da nhạy cảm đó thì nó sẽ gây cái phản ứng ngược lại, đó là làm cho những cái làn da nhạy cảm đó nó sẽ bị kích ứng, bị nổi mụn thêm, có thể bị mẩn ngứa và làm cho da càng ngày càng bị mỏng đi và bào mòn da thêm. Và vì thế thì để mà có được cái chỉ định đúng cũng như là để mà có được cái làn da đẹp thì các bạn có làn da nhạy cảm sẽ đặc biệt lưu ý là chúng ta sẽ đến những cơ sở uy tín có cái chỉ dẫn chỉ định của bác sĩ, cũng như là hiểu rõ hơn về da và hiểu rõ hơn về những cái thành phần và những cái nồng độ khi mà đưa lên trên da của chúng ta, thì để làm sao mà chúng ta có được cái kết quả tốt nhất sau peel.